Hôm qua dọn kho thì quái nào còn sót cả hơn 100 máy trộn bột Cheptronic SM961. Em này gọi là siêu sinh nhá, có hai màu hồng và be, công suất khỏe 1300W, thứ rộng rãi 5 lít nhưng có thể trộn tối đa 500g một khô, có thể làm được 2 cái bánh gối, 4 cái bánh mì hoa cúc. Ngoài ra nó còn có đầu trộn làm chả giò, trộn 1kg bột chả giò, đầu đánh kem, đánh trứng, đánh tối đa 1 lít kem 12 quả trứng nhá. Gần Tết nên là bên em xả lỗ chỉ 1.250.000, thực sự là lỗ quá lỗ đấy, trước là 2.350.000.